Vâng, thưa quý vị và các bạn, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình mưa lũ, cũng như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, khi tỉnh Hà Nam Trung Quốc cập nhật số người không qua khỏi do mưa lũ bất thường đã tăng lên 25, thì hãng thông tấn AFP hôm 20 tháng 7 nêu ra ví dụ về con đê bị sập ở Lạc Dương, nói rằng Trung Quốc ngày càng phải đối đầu với hiểm họa lũ lụt lớn hơn do việc xây dựng nhiều đê đập đã cắt đứt liên kết giữa các sông và các hồ liền kề, các bãi sông chứa nước mưa vào mùa hè. Trong khi đó, các chuyên gia khẳng định với Hoàn Cầu rằng việc xây dựng đê đập và hiểm họa lũ lụt ngày càng trầm trọng, không có mối liên hệ trực tiếp, đặc biệt là trong trường hợp của tỉnh Hà Nam Trung Quốc. Họ nhận định rằng trận mưa lớn chỉ đơn thuần là do thiên nhiên. Hôm 21 tháng 7, ông Zhang Fu, giáo sư từ trường bảo tồn nước và kỹ thuật thủy điện thuộc Đại học Henhai, nói với Hoàn Cầu rằng các cơ quan truyền thông nước ngoài đang phóng đại vấn đề, vì trên thực tế thì việc xây dựng các đập và hồ chứa sẽ tăng cường khả năng phòng ngừa và giảm thiểu thiên tai trong khu vực. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều xây dựng các con đập nhằm giúp cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát lũ lụt và giảm thiểu thiên tai. Do vậy, việc xây dựng các con đập không nên bị từ chối vì một thảm họa hiếm gặp, ông Phu nói. Tỉnh Hà Nam nằm ở vùng đồng bằng miền Trung Trung Quốc, trải dài 4 lưu vực sông chính là sông Hải Hà, Hoàng Hà, sông Hoài và sông Dương Tử. Mỗi con sông có 1.030 nhánh với diện tích thoát nước nhỏ nhất là 50 km². Chuyên gia cho biết tình trạng lũ lụt có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như địa hình Hà Nam ở vùng trũng và dễ bị ảnh hưởng và tốc độ đô thị hóa nhanh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là khí hậu khắc nghiệt, vì hệ thống thoát nước không được thiết kế cho những trận mưa lớn kinh khủng như vậy. Trong khi tình hình mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam Trung Quốc, quân đội nước này đã điều động hơn 6.000 người từ đại chiến khu trung tâm để tham gia cứu trợ thiên tai. Thượng tướng Du Chanling, ủy viên chính trị đại chiến khu được nhìn thấy xuất hiện ở thành phố Trịnh Châu, địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ, theo thông báo từ quân đội Trung Quốc. Bên cạnh khoảng 6.100 người gồm quân nhân, cảnh sát vũ trang, dân binh, hơn 100 trang thiết bị và tàu thuyền cũng được đưa đến hơn 25 địa điểm thiên tai ở Trịnh Châu, Lạc Dương. Nhiều phương tiện truyền thông Trung Quốc quốc tế dẫn thông tin từ truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng đập nước Yeoji ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã bị vỡ vào hồi 1 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 7 theo giờ địa phương. Theo thông tin xuất hiện giữa bối cảnh nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, đặc biệt là Trịnh Châu, trải qua đợt mưa lớn chưa từng thấy, được mô tả là nghìn năm có một. Lượng mưa từ ngày 16 đến 21 tháng 7 ở Trịnh Châu là 589,1 mm, gần bằng lượng mưa trung bình trong cả năm ở thành phố này là 620 mm. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã đưa tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc vào chiều ngày 21 tháng 7 nói rằng sườn đập ở vị trí hạ nguồn hồ chứa Guizhou bị nước làm xói lở ở phạm vi lớn, nhưng không xảy ra tình trạng vỡ đập. Bộ cho biết nước lũ đã không còn tràn qua đỉnh đập, địa phương đang tiếp tục khơi thông các kênh thoát nước tạm thời nhằm giảm mực nước. Nhóm công tác do Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Châu Học Văn đứng đầu đã đến Trịnh Châu trong ngày 21 để trực tiếp chỉ huy tại hiện trường các hồ chứa Guizhou và Trường Giang, yêu cầu sơ tán người dân xung quanh. Guizhou cũng được đưa ra. Báo Tân Kinh ngày 22 tháng 7 đưa tin, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Trịnh Châu cũng đã cảnh báo người dân về hiểm họa tiềm ẩn to lớn ở hồ chứa Guizhou và yêu cầu sơ tán. Nhiều người trong khu vực nhận được thông báo vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21 về việc nhanh chóng di chuyển lên tầng cao do hồ chứa sắp xả lũ. Đến 7 giờ sáng cùng ngày, thông báo được phát đi yêu cầu mọi người sơ tán. Đến khoảng 16 giờ ngày 21, tình thế nguy hiểm ở Guizhou đã được kiểm soát sơ bộ, mức báo động khẩn theo Hoàn Cầu. Số người không qua khỏi do trận mưa lớn chưa từng có ở Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tăng lên 25 người, trong đó 10 người vẫn mất tích. Văn phòng quản lý khẩn cấp của tỉnh này ngày hôm nay cho biết đã có tổng cộng 285.000 người được sơ tán và 201.000 người được di rời chỗ ở. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng 190.000 hecta, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 1 tỷ nhân dân tệ tại thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam. Mưa đã tạm ngưng, cho phép người dân giới chức khắc phục thiệt hại do mưa lũ. Trận mưa như chút nước lớn làm ngập hầu hết hệ thống thoát nước của thành phố đã thúc đẩy phản ứng nhanh chóng của chính quyền trung ương với sự hỗ trợ từ khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi cho chính quyền các cấp về khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp
và đối phó với thiên tai. Trong những ngày gần đây, tỉnh Hà Nam Trung Quốc tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt thủ phủ Trịnh Châu đã chứng kiến những trận mưa như trút nước trong hơn 4 ngày liên tiếp, gây ngập lụt nghiêm trọng. Ngày hôm nay, 25 tháng 7, hàng loạt địa phương tại Hà Nam đã phát cảnh báo đỏ về mưa lớn. Cụ thể, vào lúc 7:50 sáng hôm nay, theo giờ địa phương, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam tiếp tục đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão. Lượng mưa ở một số khu vực thuộc thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã lên tới 50mm. Trong buổi sáng, lượng mưa có thể lên đến 100mm. Trong sáng nay, các thành phố An Dương, Hà Bích và Tân Hương đã phát cảnh báo đỏ, trong khi Trịnh Châu phát cảnh báo cam. Đặc biệt, trụ sở kiểm soát lũ lụt thành phố An Dương đã tuyên bố đình chỉ tất cả các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố và yêu cầu tất cả các doanh nghiệp và tổ chức trong thành phố cho nhân viên làm việc tại nhà, ngoại trừ lực lượng cứu hộ cần thiết và nhân viên làm nhiệm vụ. Tất cả các trung tâm mua sắm dưới lòng đất và nhân viên bãi đậu xe được sơ tán để đảm bảo an toàn, và chục chiếc xe nằm ngổn ngang và chồng chất lên nhau trên một tuyến đường ở Trịnh Châu sau khi mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở thành phố này. Tính đến ngày 21 tháng 7, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng vì đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 ở tỉnh Hà Nam. Miền Trung Trung Quốc, ít nhất 1,2 triệu người đã được sơ tán khi cơ quan khí tượng địa phương dự báo khu vực này sẽ tiếp tục có mưa to, theo tài khoản Weibo của Đài Hà Nam Trung Quốc. Trong khi dư luận đang chú ý theo dõi cuộc giải cứu người mắc kẹt ở Trịnh Châu, thì trên mạng xã hội phản ứng tin nhắn như WeChat và Weibo đã lan truyền một lời cảnh báo rằng nguồn nước máy có thể bị nhiễm bẩn sau trận lũ. Ai có điều kiện nên uống nước đóng chai không lâu sau đó. Có người đứng đầu trạm quan trắc Lạc Dương thuộc mạng lưới giám sát chất lượng nước cấp nước đô thị Hà Nam đã bác bỏ tin đồn thất thiệt, khẳng định nguồn nước của Lạc Dương không bị ảnh hưởng và hoạt động sản xuất của nhà máy nước vẫn bình thường. Theo đó, hàng ngày các mẫu nước được lấy từ 64 điểm giám sát trong mạng lưới cấp nước của Lạc Dương và 106 chỉ tiêu chất lượng nước được 22 phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra. Chỉ có máy nước đủ tiêu chuẩn mới có thể được đưa vào tiêu thụ. Các chuyên gia dự báo thời tiết và dự đoán sẽ có lượng mưa lớn trước khi trận lũ kinh hoàng đổ bộ vào miền Trung Trung Quốc trong tuần này, nhưng cảnh báo của họ đã sai địa điểm và cả thời điểm. Theo báo Bưu điện Hoa Nam, buổi sáng South China Morning Post Hồng Kông, bà Su A Fang, phó giám đốc cơ quan khí tượng của tỉnh Hà Nam Trung Quốc, hôm 21 tháng 7 cho biết quyền tỉnh đã cảnh báo về nguy cơ hiện tượng thời tiết khắc nghiệt từ ngày 15 tháng 7. Thế nhưng các nhà dự báo lại dự đoán rằng trận mưa lớn nhất có thể ập đến Tiêu Tác, một thành phố tọa lạc dưới chân Thái Hành Sơn, một ngày trước khi trận mưa như trút nước tồi tệ nhất ập đến. Trong khi đó, các khu vực khác như thủ phủ Trịnh Châu, Hà Nam được dự báo sẽ đón lượng mưa ít hơn. Hôm 17 tháng 7, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo rằng thành phố Tiêu Tác có thể đón lượng mưa lên tới 500mm trong ngày 19 tháng 7, có nguy cơ gây ra lũ lụt trăm năm có một, và đã tiến hành sơ tán một số người dân khỏi các vùng trũng của thành phố này. Nhưng thực tế là Trịnh Châu mới là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thành phố 12 triệu dân này đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục chậm hơn một ngày so với dự báo của các chuyên gia. Vào sáng ngày 20 tháng 7, thành phố Trịnh Châu đã ban hành cảnh báo đỏ, mức cảnh báo cao nhất. Nhưng khi đó hầu hết các dân của thành phố đều đã trên đường đi làm. Chỉ trong vòng một giờ, Trịnh Châu đã chứng kiến lượng mưa hơn 200mm, lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận tại Trung Quốc. Vào buổi chiều cùng ngày, thành phố đã chứng kiến lượng mưa nhiều hơn mức bình thường trong vòng nửa năm, khiến các đường phố bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm tàu khách bị kẹt trong các toa tàu điện ngầm. Ít nhất 25 người đã không qua khỏi trong loạt trận lũ lụt, trong khi nguồn điện và nước sinh hoạt bị cắt tại nhiều nơi. Thưa quý vị và các bạn, tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hiện mức cảnh báo lũ lụt tại Trung Quốc này đã được nâng thêm một cấp mới, màu cam. Đây là mức cảnh báo cao thứ hai trong tháng để cảnh báo 4 cấp. Trong khi đó, một đoạn đê dài 50m trên sông Trường Giang thuộc địa phận tỉnh Giang Tây đã bị vỡ. Vụ việc đã gây thiệt hại cho khoảng hơn 1.000 hectare đất nông nghiệp, buộc gần 9.000 người phải sơ tán. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, vụ vỡ đê xảy ra sau khi khu vực miền Nam Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Hơn 600 người đã được huy động khẩn cấp tới khu vực xảy ra sự việc để triển khai công tác cứu hộ. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được khẩn trương triển khai tại khu vực Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang. Từ nay đến cuối tuần, các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, Hồ Nam và Chiết Giang sẽ tiếp tục xảy ra mưa lớn.
và gió giật mạnh gây sạt lở đất. Mực nước tại hồ Ba Dương và hồ Đông Đình, hai hồ điều hòa lớn nhất của trụ cửa Trường Giang, có thể vượt mức cảnh báo lũ. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc khuyến cáo chính quyền địa phương cảnh giác đề phòng lũ lụt, lở đất, đồng thời cắt nguồn điện ngoài trời, ngừng các hoạt động ngoài trời tại khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc tuyên bố đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới vẫn đủ sức ứng phó với đợt lũ lụt này. Còn truyền thông Trung Quốc hôm 23 tháng 7 đã đăng nhiều video cho thấy tình trạng ngập lụt ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cùng với nhiều trận mưa như chút nước, nhiều nơi ở thành phố Nghi Xương bị chìm trong nước, trong khi lở đất cũng đã xảy ra và nhiều phương tiện cá nhân gặp sự cố trên đường. Từ 8 giờ đến 14 giờ chiều ngày 23 tháng 7, huyện Viễn An thuộc quản lý của thành phố Nghi Xương có lượng mưa lên tới đạt 203,1 mm. Đến 18 giờ ngày 23 tháng 7, đội cứu hộ thành phố đã giải cứu và sơ tán tổng cộng 1.000 người. Chính quyền đã điều động 410 nhân viên cứu hộ, 69 xe cứu hộ và 25 xuồng cao su cứu hộ triển khai công tác thoát nước tại 15 điểm. Một đoạn video cho biết, đoạn giao nhau giữa đường Đại Thành và đường Tiểu Nha ở Nghi Xương bị ngập lụt nghiêm trọng. Một chiếc xe hơi bị chìm trong nước sâu đến mức khiến cửa xe không thể mở. Cảnh sát sau đó đã đến hỗ trợ để giải cứu người bị mắc kẹt trong xe. Nghi Xương cách đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang chỉ 40 km. Trong khi đó, nhiều người dùng mạng đã đặt nghi vấn về sự liên quan giữa đập Tam Hiệp và tình trạng ngập lụt ở Nghi Xương. Một người dùng mạng đăng lên Twitter bằng tiếng Hoa rằng đập Tam Hiệp và đập Cát Châu đều ở thượng nguồn của Nghi Xương. Nghi Xương chìm ngập trong nước. Điều đó cho thấy vẫn mở cổng xả nước. Phía Trung Quốc không công bố thông tin chính thức nào cho thấy đập Tam Hiệp xả lũ, dẫn tới các khu vực xung quanh chìm trong nước thời gian qua. Giới chức chuyên gia cảnh báo nguy cơ lớn tại đập Tam Hiệp, nhưng Trung Quốc đã bác bỏ khả năng vỡ đập do lũ trên thượng nguồn. Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, đã đạt quy mô chưa từng thấy kể từ năm 1940. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm 23 tháng 7 đã phát cảnh báo mưa màu vàng trên thang 4 cấp từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ đối với nhiều địa phương ở miền Nam Trung Quốc từ 20 giờ tối ngày 23 tháng 7 cho tới 20 giờ tối ngày 24 tháng 7. Miền Đông Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Tây Bắc Hồ Nam, hầu hết khu vực Hồ Bắc Thượng Hải được dự báo có mưa lớn. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mọi thông tin đóng góp xin để lại phía dưới phần bình luận. Nếu thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, share và nhấn chuông để đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Những điểm tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.